chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chín và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Thời sự Thế giới cùng với Đinh Quang Thái và Lê Thái. Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì có một vụ cháy rất là lớn đã xảy ra ở tại thành phố Sydney của nước Úc. Và cái vụ cháy này nó nó gây rất là nhiều cái hỗn loạn và nhiều người người ta rất là lo sợ. À, còn hầu như là nó đã phong tỏa toàn bộ cái thành phố Sydney, những cái khu vực gần đó. Và hai thiếu nương niên năm nay đã 13 tuổi đã ra đầu tố, thú rồi thưa quý vị sau khi một nhóm này đã bị nghi là phóng hỏa thiêu rụi một cái tòa nhà 7 tầng ở trung tâm thành phố Sydney. Và cảnh sát điều tra ở thành phố Sydney ở Australia người ta cho biết rằng là cái cuộc điều tra đã được tiến hành sau cái vụ hỏa hoạn vào ngày hôm 25 tháng 5 vừa qua. Đây là một cái nơi mà xảy ra vụ cháy tại một cái nhà máy sản xuất cái mũ bỏ hoang gần nhà ga trung tâm ở thành phố Sydney cái đám cháy nó lan sang những cái tòa nhà liền kề và khiến rất là nhiều người phải sơ tán và lực lượng cảnh sát người ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều, huy động rất là nhiều những cái lực lượng cảnh sát đến để mà bảo vệ cái hiện trường đám cháy này. cái tòa nhà nó chìm trong ngọn lửa và khói đen nó bốc lên rất là cao và toàn bộ những cái bức tường ở cái tầng trên cùng cũng bị sập và nó vỡ thành từng mảnh rơi xuống những cái con phố phía dưới nhưng mà may mắn thưa quý vị là không có ai bị thương trong cái sự việc nói trên. À, hiện nay thì cảnh sát uh, của À, Australia của Sydney người ta đã nói rằng là à, hai thiếu niên năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi đã được đưa ra đầu thú và đi cùng với ba mẹ của hai em à, đang ngồi tại đồn đồ cảnh sát của Australia của tại thành phố Sydney và theo cái camera mà tại hiện trường người ta công bố đó người ta thấy á, thì hiện trường vụ cháy này có khoảng là một nhóm thiếu niên khoảng là từ 5 đến 6 em sau khi mà cái cái đám cháy này nó 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 bắt lên mà bằng một cái ngọn lửa nhỏ thôi thì thấy là có sáu khoảng từ 5 đến 6 em thiếu niên này chạy từ cái hiện trường chạy ra khỏi và hiện nay thì nhà chức trách của uh, Sydney của Australia người ta cũng đang khuyến cáo làm uh, những phụ huynh nào chúng ta có con em uh, tham gia vào cái vụ uh, phóng hỏa thiêu rụi cái tòa nhà 7 tầng này thì có thể là ra công an uh, ra ra cảnh sát thú vị để mà có thể uh, tiếp tục để mà trong công việc mà để cho cảnh sát người ta điều tra cái vụ này và các em có thể đi cùng với lại ba mẹ và cái vụ cháy này nó gây hỗn loạn rất là nhiều và cũng là uh, tốn rất là nhiều cái lực lượng cứu hỏa, hơn 30 xe cứu hỏa và 120 lính cứu hỏa để mà chiến đấu với đám cháy và đám cháy cũng đã được dập tắt hồi đầu giờ sáng ngày hôm qua thưa quý vị. Chúng ta cũng biết là Sydney là thành phố lớn của từ bang New South Wales bên Úc, còn còn một từ bang nữa cũng rất đông người Việt Nam sinh sống đó là Melbourne thuộc về um, Victoria. Nhìn sang tình hình um, liên quan đến Ukraine và nước Mỹ, thì thưa quý vị từ thứ hai vừa qua cho tới ngày hôm nay đã rất nhiều các trường từ trung học cho tới đại học của Hoa Kỳ đã tổ chức những cái lễ tốt nghiệp cho học sinh và sinh viên ra trường. Riêng uh, sinh viên tại Johns Hopkins University ở Baltimore, tiểu bang Maryland, ngày hôm qua họ vui lắm, họ vui vào giờ phút cuối cùng bởi vì một cách hết sức đột ngột và bất ngờ ban giám hiệu của uh, Johns Hopkins University loan báo rằng có một vị khách sẽ đọc một cái bài diễn văn đặc biệt trong cái lễ ra trường của họ vị khách đó là ai là tổng thống Ukraine ông Zelensky ông đang ngồi nghe tại thủ đô Kiev của Ukraine đọc qua màn ảnh truyền hình ở trước một cái đám đông rất nhiều của sinh viên và các vị giáo sư giảng huấn của Johns Hopkins University cái đoạn đầu ông nói như thế này, ông bảo là các bạn trẻ, các bạn hãy tận dụng cái thời gian và nguồn lực mà các bạn đang có đó để đeo, đeo đuổi đam mê của mình và duy trì những giá trị dân chủ mà những giá trị đó điển hình là đang bị đe dọa tại đất nước Ukraine khi mà bị quân xâm lược Nga xâm chiếm uh, tấn công từ uh, tháng 2 năm 2022 cho tới ngày hôm nay. Uh, ông nói rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn trên quê hương của ông và đã khiến cho những người trẻ tại Ukraine đã không có cơ hội được tham dự một buổi lễ tốt nghiệp như thế này mà họ phải đối diện với một cái tương lai vô định và họ đã bị cướp đi rất nhiều cơ hội cho tương lai của họ, chưa kể là chiến tranh đã cướp đi những người thân yêu của họ. Bài diễn văn cảm động lắm. Ông nói với các sinh viên rằng thời gian là một uh, tài nguyên quý giá nhất trên hành tinh này. Một số người nhận ra điều này sớm hơn và đây là những người may mắn. Những người khác thì nhận ra điều đó quá muộn khi họ đã mất đi ai đó trong gia đình họ bởi vì chiến tranh. Thưa quý vị, ban giám hiệu của trường University John Hopkins đó, loan báo là ông Zelensky sẽ đọc diễn văn và ngay sau đó thì ông đã xuất hiện qua màn ảnh truyền hình. Ông đã mô tả cái chuyến đi thăm gần đây nhất của ông tại tiền tuyến ông nói về những người trẻ trong đó có thanh niên có nam nữ người Ukraine đã ước mơ cái gì hiện nay tại đất nước Ukraine và ông so sánh với những người thanh niên Mỹ ngồi trước mặt ông tại uni, uh, John Hopkins University với những nguyện vọng khác nhau ông bảo là sự khác biệt giữa những người thanh niên trẻ tuổi Ukraine buộc phải chịu đựng thảm kịch chung của chiến tranh và các bạn tức là những sinh viên của John Hopkins đó, là các bạn có tất cả những tài nguyên quý báu nhất để các bạn ước mơ về trước mặt. Còn thanh niên Ukraine không có cái xa hoa đó. Các bạn phải biết chính xác những gì các bạn cần ngày hôm nay và những gì các bạn muốn ngày mai của mình như thế nào. Sau đó thì thưa quý vị, khoa trường của trường đại học là giáo sư Ron Daniels đã trao cho Tổng thống Zelensky một bằng tiến sĩ nhân văn danh dự sau bài diễn văn của ông cũng liên quan đến tình hình tại Ukraine thì um, tay mà lãnh đạo tập đoàn uh, quân lính đánh thuê Wagner đó là Brze, uh, Brzezinski đó, uh, Brick, xin, lỗi, xin lỗi quý vị uh, cái tay này là Prigozhin chứ đã lên tiếng chửi bới và thoá mạ nặng nề với ông uh, tham mưu trưởng quân đội Nga và um, bộ trưởng uh, quốc phòng của Nga. Prigozhin nói rằng trong lúc biết bao nhiêu người trẻ khác bị ném vào trong chiến tranh tại Ukraine, họ trở về nhà của họ trong những chiếc quan tài và thân thể của họ bị xé ra từng mảnh đó, thì các con cái của cấp lãnh đạo quân sự tại nước Nga đang sống một cách xa hoa phè phớn ở trong những bữa tiệc sang trọng và rõ ràng họ không liên quan gì đến cái đời sống bình thường của người thanh niên Nga cả. Prigozhin còn đề cập đến đích danh con gái và con rể của Bộ trưởng Quốc phòng Sokui. Khi con gái và con rể đưa lên trên Facebook một cái hình đang ăn chơi tại một cái khu bờ biển ở bên Dubai. Prigozhin mô tả cặp đôi này là những đứa trẻ điển hình của giới thượng lưu Nga. Những người có kinh nghiệm rất khác so với những người đang chiến đấu tại Ukraine là những người mà trở về bằng chiếc quan tài đó. Chúng ta biết là Prigozhin trong thời gian qua đã phải xác nhận rằng riêng cái lực lượng đánh lính đánh, đánh thuê tuyển từ các trại tù của nước Nga đó bị ném vào chiến trường Ukraine thôi thì cái số binh sĩ dưới quyền của Prigozhin bị chết đã lên tới 10.000 người. Wow. Dạ vâng và kính thưa quý vị, một thông tin tiếp theo là thái gửi đến quý vị là À, một cái hành khách, một vị hành khách không biết vì lý do gì đang bay trên cái chuyến bay từ Hàn Quốc của hãng hàng không Asian Airlines đã mở cái cửa thoát hiểm thưa quý vị và trên mạng thì quý vị thấy là đây là hình ảnh mà chiếc máy bay sau khi mà đã được đáp xuống an toàn ở dưới đường băng. À, một hành khách này đã tự ý mở cái cửa thoát hiểm của hãng hàng không Asian Airlines và cái chuyến bay này nó chở đến 200 người trong lúc mà đang hạ cánh và khiến cho đến đến 12 người nhập viện vì khó thở và thiếu oxy ở trên máy bay. Cái sự cố này nó xảy ra khi mà máy bay chuyên cơ là Airbus A321 của hãng hàng không Asian Airlines đã chở đến 194 hành khách cùng phi hành đoàn, chuẩn bị hạ cánh xuống cái sân bay Daegu cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc là 237 km về phía đông nam và chuyến bay này nó khởi hành từ đảo Jeju thưa quý vị đây là một cái hòn đảo cũng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc là một cái hòn đảo vô cùng xinh đẹp và có rất là nhiều khách người ta du lịch người ta bay đi bay về từ cái hòn đảo này đến cái thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Và theo cái người phát ngôn nhân của hãng hàng không này cho biết rằng là một cái nam hành khách ngồi gần ngay cái cửa thoát hiểm ở bên trái, cái ông này không biết vì lý do gì đã tháo cái nắp đậy rồi kéo cái cần gạt khiến cho cái cửa nó bật mở ra ở cái độ cao là 200m so với mặt đất và trong lúc này là cái máy bay nó đang bay cách mặt đất là 200m và các hành khách khi đó thì cũng cài dây an toàn và trên cái chuyến bay này thì có đến là rất là nhiều trẻ em, 48 học sinh tiểu học và đến uh, chín người là phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu và những cái em mà ngồi kế ngay cái cửa thoát hiểm các em nói là các em vô cùng hoảng sợ và rất là may mắn tại vì cái độ cao của máy bay nó không cao nó khoảng là 200 trăm mét thôi cách với là mặt mặt đất nhưng mà uh, cái chuyến bay cũng đáp xuống an toàn và rất là nhiều người hoảng sợ trong cái thời gian mà uh, cái máy bay nằm ở trên độ cao 200 trăm mét và em nghĩ là nếu như cái độ cao mà cao hơn như vậy mà mở cửa thoát hiểm thì em nghĩ là chuyến bay nó sẽ không đáp nó không đáp xuống đường băng những người hành khách đó thì người ta bảo là những kẻ mà mà gây ra trouble maker trên các chuyến bay đấy. Dạ vâng. Dạ vâng và kính thưa quý vị, quý vị giữa màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây.